Xin chào các bạn, mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng TNDA, cộng đồng chuyên chia sẻ về các dự án IDO, các dự án iRobot, các dự án IEO đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng cũng như đến từ các sàn giao dịch. Nếu các bạn còn chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để các bạn đăng ký kênh để tiếp tục những dự án mới nhất mà mình thường xuyên chia sẻ đến với anh em. Video chia sẻ hôm nay thì mình sẽ gửi tới các bạn dự án Ethereum. Tham gia dự án hôm nay thì bạn sẽ cần vào link phía dưới phần mô tả video. Sau đó các bạn sẽ dùng ví lốc STR nhé. Các bạn lưu ý chúng ta sẽ cần phải add những cái con token này vào trong ví lốc STR. À, chúng ta sẽ ấn vào phần asset này. Chúng ta sẽ tìm những cái con này. Ta add vào này. Thứ nhất này. Được chưa? Rồi con thứ hai này. Các bạn nhớ là trên ví lốc STR các bạn phải có phí XRM nhé. Các bạn add cả ba con đấy vào nhé. Đây con này và con này nữa. Con này nữa. Add này. Rồi add thêm mấy con này nữa đây. Chờ một chút để nó hiện lên nào. Rồi, add tiếp con này này. Bây giờ chúng ta sẽ ấn vào phần resin. Start now này. Copy phần địa chỉ ví đây. Sang link iRobot này. Chúng ta paste phần địa chỉ ví start now vào đây. Chúng ta ấn vào nút check này. Đấy. Dịch chưa nào? Đây, bây giờ mình sẽ add cái con này. Add thêm con này nữa. Add tiếp này. À, như vậy nó add theo tiền tệ quốc gia anh em ạ. Như chúng ta là A Việt Nam đồng. Đây, mình sẽ refresh nhé. Làm lại này. Lại nhé. Được rồi. Đấy. Thì các bạn để ý thấy là mình đã khả dụng để claim 100 rồi đấy, 100 đô này. AVN này, rồi các cái khả dụng khác các bạn để thấy ở đây nhé. Đó. Mình dịch ở dưới thôi này. Yêu cầu để giới thiệu. Giới thiệu của bạn sẽ hoàn thành đăng ký. Đây, bây giờ các bạn có thể copy phần link dev này giới thiệu người dùng này, được chưa? Ok, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau chia sẻ về dự án iRobot để chúng ta nhận token đến từ dự án Ethereum. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn ở video tiếp theo.